think that's something that marketing knows. Các bạn sẽ nghe thấy hơi lạ, tại sao tôi nói như thế? Không phải chuyện đó là chuyện của ngành marketing hay sao? But 84% of the value of companies today is not on the financial statements. Và 84, nhưng mà tôi muốn nói là 84% của những việc, cái giá trị của công ty nó đang đem lại ngày hôm nay á, thì là từ căn bản là tài chính, nhưng mà nó cũng có những bộ phận khác tham gia nữa. So if you're not working on the brand and the intangible value, you're not working on much at all. Như vậy tôi sẽ nói như này, nếu mà mình làm tài chính mình nghĩ là mình cần con số thôi, mình không có quan tâm tới là thương hiệu công ty hay là những cái giá trị vô hình hay sản phẩm vô hình khác, thì rốt cuộc lại mình không có làm cái số 84% đó. The management accountant will continue to need to be a trusted professional. Và nếu làm được những việc đó thì công ty sẽ rất tin cậy chúng ta, và tổ chức tin cậy chúng ta thì chúng ta được gọi là cái dòng thứ ba, đó là một người cá nhân có nghề nghiệp, có chuyên môn được tin cậy. I want to ask you a question. Tôi có một câu hỏi tất cả các bạn ở đây. What is the difference between an accountant and a professional? Điểm khác biệt giữa một kế toán và một kế toán chuyên nghiệp là gì? Because that's very important for you. Cái này là điều quan trọng đúng không ạ? Các bạn sẽ thấy câu hỏi rất là liên hệ với mình đúng không? A professional, not only accountant, but in almost any field. Một người chuyên nghiệp có nghĩa là sao? Không chỉ tập trung vào chuyện thông số, số liệu của mình đâu, mà là hầu như là biết mọi thứ và có liên quan tới mọi thứ. Is someone that has achieved a professional certification with a respected organization in their field. Là một người professional nghĩa là một người làm công việc của mình và lúc nào cũng nhìn xung quanh để xem rằng công việc của mình nó ảnh hưởng tới những cái phòng ban khác, những cái công việc khác của công ty như thế nào. But more important than the examination, they've committed to a professional code of conduct and a professional code of ethics that sets them apart. Và một cái nữa tôi muốn nói là trong khi làm việc như thế thì ngoài cái tính chuyên nghiệp ra, người đó còn phải giữ trong lòng một cái code of conduct, tức là cái tác phong hành xử cho đúng, và code of ethics tức là về đạo đức nghề nghiệp. So I think it is very important that you become a recognized professional in your field. Như vậy tôi làm khuyến nghị các bạn ở đây là tôi thấy rằng là quan trọng nếu các bạn muốn đặt mục tiêu mình trở thành một người professional thực sự, một người chuyên nghiệp. The fourth characteristic is a little bit unusual for accountants. Cái dòng thứ tư có vẻ là hơi xa lạ đối với cái ngành nghề truyền thống của chúng ta, ngành accountant. It says you must be a storyteller. Thứ tư nói rằng các bạn phải là một người biết xây dựng và kể câu chuyện cho nó đúng bài bản. I bet most of you didn't think you'd be a storyteller when you chose accounting as your field. Tôi dám chắc là các bạn nghe cái này là rất là chơi mới đúng không ạ? Tại sao mà đó mình học số học rồi mà bây giờ là bắt mình đi kể chuyện đúng không ạ? Accounting has always been about stories. Nhưng nói cho cùng đó, thì con số thì chúng ta phải biết cách kể câu chuyện bằng những con số đó. Because accounting looks at all kinds of things in business. Bởi vì sao? Bởi vì cái ngành chúng ta liên quan tới mọi hoạt động công ty mà, cái gì cũng có dính đến số liệu hết. And then it puts numbers, financial numbers on them so that all these different things can be compared. Như vậy thì mà nó nói cái chuyện mà tổng hợp số liệu rồi đưa ra một cái dòng thời gian câu chuyện kể với nó, rồi so sánh đối chiếu với những mặt này mặt kia, thì đó chính là câu chuyện mà chúng ta đặt ra một cái đường dây câu chuyện để kể.